đang cũng là nhân dân, là người con thứ tu trong mịt mù bao tô, đang dẫn lối chỉ đường, đang ta thật đi đường vì nhân dân phục vụ, bao nhiêu năm bên vì đưa dân tộc tiến lên, đảng lấy dân làm chủ, chống tư tưởng bao thù diệt nhung nhiễu tham quan, lợi cho dân thì làm, hại cho dân thì tranh, kẻ thù đến thì đánh, giữ bờ cõi non sông, đất nước giờ mạnh hơn, nhân dân tin theo đảng, trên con đường soi sáng dân tộc mãi trường tồn, đảng cộng sản Việt Nam. Là nhân dân, là người con ưu tú trong mịt mù bao tô, đang dẫn lối chỉ đường, đang ta thật phi thường vì nhân dân phục vụ, bao nhiêu năm bền bỉ đưa dân tộc tiến lên, đảng lấy dân làm chủ, chống tư tưởng bao thù diệt những thì làm, hại cho dân thì tranh, kẻ thù đến thì đánh, giữ bờ cõi non sông, đất nước giờ mạnh hơn, nhân dân đi theo đảng, trên con đường soi sáng dân tộc mãi trường tồn. Trường tồn, đảng cộng sản Việt Nam, đảng cũng là nhân dân, là người con ưu tú trong mịt mù bao tô, đảng dẫn lối chỉ đường, đảng ta thật phi thường vì nhân dân phục vụ, bao nhiêu năm bền bỉ đưa dân tộc tiến lên.